ai là số 1? Này ngon lắm đó Harry, ăn thử đi. Biết này chưa? For you. Rồi, cảm ơn anh. Chưa bao giờ mà quay chương trình mà ăn mà nó ngon như vậy. Ăn thôi, ăn xong rồi đầu óc không còn có gì để hỏi hết trơn. Harry, ăn bánh này chưa? Dạ em không biết bánh này là gì. Trời ơi, ngon lắm. Ôi, em nói em chưa bao giờ em ăn thử rất là nhiều bánh của Việt Nam như vậy luôn. Bánh này ăn là phải đúng kiểu cầm cái microphone. Ồ, cái này bánh chuối đúng không? À, bánh dừa chuối. Rất là bánh đậu. Có đậu, có với trứng. Cả nhà thấy không? Đây là một sản phẩm làm bằng tay. Chương trình Ai Là Số 1. Nếu như chúng ta lấy ra chúng ta ăn, nó sẽ rất rất là phí cái công lao của chị đã làm dạ, ra. Chương trình sẽ giữ lại. Vì vậy cho nên là mình muốn đem về. Hả? Tôi chỉ làm cái gì vậy? Con nó có sợ không? Con nó có tương tác với mình không? Làm gì nó căng thẳng bây giờ? Nó không có nhúc nhích hay nó không có chạy luôn. Chú Nghĩa, nhà chú Nghĩa có con gì? Nhà em có lạp xưởng anh. Giống gì? Giống lạp xưởng anh. Lông nó ngắn lắm, nó không có được đi ba giống như vậy đâu. Ủa nó giống ở nước nào mà tên lạp xưởng? Hình như là của Đức hay sao, anh em không có rõ lắm. Đức có thể tên lạp xưởng không? Không, ở Việt Nam mình gọi tụi nó là con lạp xưởng. Người chó mà biết chó giống gì cũng chán thiệt. Chị học cắt cái này bao lâu rồi? Em học được 6 năm rồi. Ủa em sao con nãy đứng yên cho em làm vậy? Thực ra là mình hiểu tâm lý của bạn đấy là mình sẽ làm được ạ. Hoặc là có thể là những cái bé cún đấy ở nhà mình khá là chiều, mình thường là sẽ coi chủ như là bạn chứ không coi chủ là chủ nữa. À bây giờ cho mình hỏi là con chó là ít ra là nó đứng yên chỗ đó, nhưng mà con mèo thì như thế nào? Tại vì Hadi đang nuôi 7 con mèo. Con mèo nó mình không biết phải cạo lông như thế nào. Chị ơi, em nghe nói là chị đâu có cần phải đi ra tiệm đâu, ở nhà anh Tính Thành anh cạo sập lông nó rồi mà. Vậy là anh Tính Thành này là chỉ cạo lông em. À chị luôn hả? Ờ, chị đó. Và verdict của buổi tối ngày hôm nay, cảm ơn em đã đến với chương trình Ai Là Số 1 20 giờ chủ nhật trên kênh Vi Giải Trí.